Hôm trước là ta nói đến cái complex function. Đấy. Thì hôm nay ta nói đến một cái khái niệm nữa của trong function, đó là các đối số, các tham số của nó. Các tham số của nó thì các bạn nhìn rõ không? Nhìn có thấy không? Thấy không? Bự quá đúng không? Thấy chưa? Nhưng mà thích màn hình đen hay màn hình kia ta? Trắng hả? Cái like ha. Thấy không? Ờ, cái này rõ hơn nè. Ở dưới kia thì phải màn hình đen mới thấy rõ. Ở trên này thì đỡ hơn. Trên này thì màn hình trắng mới được rồi. Bừa quá. Chưa? Rồi. Thì bữa trước là ta đã demo về cái callback function. Callback function ha. Ok, function là callback function là cách tạo một cái hàm mà gọi một cái hàm khác. Thì cái hàm này được gọi là callback function. Nhớ không? Cái hàm mà được để làm đối số của một cái hàm khác á, thì cái hàm này nè sẽ được cái đối số đó được gọi là một cái callback function nha. Cái này các bạn áp dụng tương đối nhiều. Thành ra là các bạn nên lưu ý chỗ này. Còn một phần ở trong function nữa mà hôm trước ta chưa nói tới, đó là một cái khái niệm ta gọi là khái niệm default. Default cái parameter. Default parameter là cái tham số ngầm định. Thì tham số ngầm định nghĩa là cái gì? Thế nào được gọi là ngầm định? Ngầm định có nghĩa là khi chúng ta không gán giá trị, không truyền đối số vào á, thì nó vẫn ok. Còn nếu không, các bạn không có giá trị ngầm định đấy á, thì nó sẽ bị lỗi. À, cô lấy ví dụ như sau. Cô tạo một hàm tính tổng hai số, đúng không ạ? Hàm tính tổng hai số ha. Nếu function tính tổng, đúng không? À, không biết tính tổng này có chưa? Có hai demo tính tổng đúng không? Rồi có hai đối số là A, B. Các bạn return A cộng cộng B đúng không? À, trong tình huống này ta sử dụng nó, ta gọi nó. Ví dụ ta va tổng gán bằng tính tổng của ví dụ 5 và 7. À, sao các bạn lốc nó ra, đúng không ạ? Các bạn lốc nó ra tổng bằng chẳng hạn. Chưa? Rồi, chạy cái này nhé. Đó, số 22, 33 gì đó. F12 nè. Đấy, tổng bằng 12 nè. Thì như có vẻ như chúng ta quá nhiều thứ đúng không? Comment hết đi. Ồ. À, đấy là cô viết trong này à? Ồ, ghê quá. Viết ở trong cái thư mục, trong file kia dễ hơn. Cái này là comment luôn mấy anh này đi ha. Khỏi gọi nó mất công lắm. Anh này cũng comment nè. Hai anh này cũng comment luôn nè. Đúng không ạ? Ừ. Chào Tú. Mấy bạn kia đâu rồi? Tổng 12 nhá. Vô đi con. Đây là giới thiệu các bạn, đây là bạn Tú, bạn học web. Khi mấy Tú? Khi năm, bạn khi năm. Hai kỳ nữa. Nó ngồi nó nhầm hai kỳ nữa. Sao con lo dữ ơi. Các bạn học kỳ 5 sang kỳ 6 là bây giờ các bạn lại không phải học ấy nữa. Các bạn không phải học ban ngày nữa, các bạn học đêm thì các bạn có thể đi làm nhá. Các bạn có thể đi làm được. Đi làm luôn á, không phải đi thực tập đâu. Nhưng mà khóa của em đấy, khóa của em đấy là đang học tối rồi đúng không? Đấy, giờ có thể đi thực tập đi làm luôn. Là các bạn khỏe, lời được thêm kỳ nữa. Đúng không? Nhưng mà xin. Đúng rồi. Phê đúng rồi. Thì em khoảng các bạn 8 giờ đi làm, 4 giờ
xin về là được rồi. Ở đi làm công ty họ dễ lắm. Tức là em làm xong việc á, em xin ở tầm này em xin phép em về là ok. Mà thường ấy, mấy người họ đi làm ấy là họ khoảng 9-10 giờ họ mới tới, 5-6 giờ họ mới về. Thì nếu như mình đi sớm á, mình đi khoảng 8 giờ mình tới, khoảng 4 giờ mình xin về được rồi. Họ làm tính tính theo giờ mà, tính tính chót cũng dễ. Công việc theo task nó cũng dễ. Đây các bạn vào cái bài toán này nha. Bây giờ các bạn thử bỏ không truyền đối số vào hoặc truyền một đối số thôi. À, thì nó không trả về kết quả hoặc là thậm chí nó báo lỗi hả? Đây, nó không có kết quả. Tổng là dễ nha. Còn ví dụ như một số tình huống mà truyền mà không truyền vào thiếu là nó bị lỗi, đúng không ạ? Thì bây giờ tình huống mà bây giờ ta không truyền thì sao? Thì ta có một cái vài giải pháp. Ở trong đấy có một cái giải pháp đó là ta set nó là một cái default parameter. Có nghĩa là giả sử như các bạn set là a bằng 5. A bằng 5. Đúng không? Thì cái đấy a này nè, nếu các bạn không nhập vào thì người nó họ lấy cái hàm này, họ lấy luôn cái số 5 này làm cái default. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ cô truyền số 7 thì nó sẽ lấy thôi cái này cũng hơi bị lỡ. Đấy, nếu mà truyền cái này không truyền hoặc là truyền null. Null. Đấy. Null là nó lấy không mất rồi. À, cái này hơi bị ngược ngạo đi ha. Đấy. Thì giả sử như cái này A cộng B các bạn để 5 không truyền gì cả, 5 bằng 7. Lấy 5 và 7 thì nó tự động nó lấy là 12. Tức là nó lấy cái giá trị này nè, ngâm định này nè. Thì cái trường hợp mà các bạn gán cái giá trị ngay ở cái lời mà khai báo hàm này nè, thì cái chỗ này ta gọi là default parameter, tức là giá trị ngâm định của cái default của parameter đó, hiểu không ạ? Thì tình huống này được gọi là default parameter, ok chưa? Đây, thì giả sử như là nếu như này thì các bạn để là nó return a cộng b thì nó sẽ nhận, nếu không truyền vào nó nhận a bằng 5 và b bằng 7. Các bạn đưa 5 vào, không truyền 7 thì nó, hoặc là bây giờ không phải đưa 5 nữa mà đưa 9 vào thì nó sẽ hiểu là đối số thứ nhất là 9, đối số thứ hai sẽ là 7. 9 cộng 7 bằng mấy? 16. Đúng không ạ? Đấy, 9 cộng 7. Ok. Thì cái trường hợp này được gọi là default function, à default parameter. Còn một loại parameter nữa mà các bạn cần phải quan tâm đó là rest parameter. Còn trong Java hôm trước có demo, trong Java gọi là variable parameter, tức là tham số biến thiên. À, thì cái rest parameter là nó là như này các bạn nhé. Nếu như function, nếu như các bạn truyền một đối số thì các bạn tính tổng đi ha, tính tổng hai. Nếu như các bạn truyền một đối số thì các bạn ghi là một đối số, truyền hai đối số là ghi hai, truyền ba đối số thì ghi ba đối số. Nhưng bây giờ tôi không biết là tôi truyền bao nhiêu đối số, có thể một, có thể hai, có thể ba bốn đúng không, có thể không truyền, thì khi đấy chúng ta sẽ tạo ra một cái đối số có kiểu gọi là rest parameter. Thì cái này ta sẽ đưa vào là chấm chấm ba chấm liên tiếp, rest param. Cái rest param này các bạn viết cái gì cũng được, ABC cũng được, cô viết để các bạn phân biệt thôi. Và khi đó các bạn có thể là các bạn truyền bao nhiêu, nó coi cái rest này nó coi là một cái array hay một cái mảng nhé các bạn. Thì các bạn có thể là dùng mảng để các bạn duyệt đúng không ạ? Các bạn có thể là để rest param chấm for x, for x đúng không ạ? Đấy, ở đây các bạn đưa vào là element hoặc là item đi ha. Item đấy, trong này các bạn viết cái gì đó, các bạn có thể là còng dồn, nó còng dồn có cái hàm khác hay hơn đúng không? Bữa trước cô giảng, cô hướng dẫn cái còng dồn là có hàm reduce đúng không ạ? Reduce còng dồn đúng không? Tổng gán bằng không và nha, đấy tổng còng bằng đấy item, và các bạn return tổng đúng không ạ? Đó, thì ta có hàm như vậy. Cái đối số này ta gọi là rest parameter ha.
À, bây giờ ta có thể console log ra cái gì ạ? Console log ra cái anh này. À, tổng với gì ạ? Có. Cái này ta tính tổng 2 ha. Ta truyền vào đối số. Các bạn truyền bao nhiêu đối số cũng được. Hay là thậm chí các bạn truyền một mảng cũng được luôn. Nếu bạn truyền là 4, 5, đúng không ạ? Thì nó ra 9 đúng không ạ? 4, 5, 6. Nó ra 15 đúng không? Nó coi là mảng nhé các bạn. Nó coi là mảng 6, 7 luôn. Nó ra 22, thấy chưa ạ? Ok. Đấy, được chưa ạ? À, đấy, ra 22. Thì nó coi cái đối số này các bạn này là mạng. Và cái này được gọi là trong Java gọi là đối số biến thiên. Variable parameter, còn trong mà JavaScript được gọi là rest parameter ha. Đấy, cái dạng tham số biến thiên đấy các bạn. Muốn truyền bao nhiêu cũng được, có đối số cũng được, không có đối số cũng được. Được chưa? Bao nhiêu cũng được nhé. Ok, nó sẽ coi là mạng. À, các bạn có thể dùng for x để các bạn duyệt. Hoặc là bữa trước tôi có demo cái reduce, reduce cũng ngay đúng không? Reduce giúp các bạn. Đấy, nếu cái này viết thành reduce thì viết sao nhỉ Phúc nhỉ? Phúc có nhớ không nhỉ? Rest parameter chấm reduce. Có gì nữa? Phải là một cái gì ạ? Một cái convex function đúng không? Đó, trong này là gì ạ? Total tổng phẩy item rồi return cái gì ạ? Total cộng item là đủ đúng không? Nếu mà cần nữa ta phải gì ạ? Lấy giá trị bắt đầu bằng không. Nếu mà cần thiết trong trường hợp này cũng không cần. Đúng không? Rồi các bạn gán nó ra một cái tổng đúng không? Vá tổng đúng không? Bằng cái này đúng chưa? Đó, các bạn comment cái này đi, ta return tổng lên đúng không? Đúng chưa? Ta return tổng lên đúng không? Vẫn là 22. Được chưa? Có thêm cái nữa này. 9 31 đúng chưa? Đó. Thì đây, kết quả nó như nhau. Chưa? Kết quả nó như nhau. Để thay vì các bạn để là va tổng bằng rồi set tổng cộng bằng này, ta dùng cái hàm reduce cũng được. Đấy các bạn viết mới viết mà viết rất nhuần nhuyễn à. Dễ nhớ đúng không? Dễ nhớ, dễ học. Đấy, ok. Thì cô mới bổ sung thêm như bạn hai cái khái niệm mới. Đó là default parameter và rest parameter. Thì nếu bạn nào mà học Java thì các bạn sẽ để ý là có trong Java có luôn, C cũng có luôn ha. Java cũng có cái này nhưng không gọi là rest mà sẽ gọi là variable, tức là biến thiên á, đối số tham số biến thiên. Tức là bao nhiêu cũng được. Variable parameter ha. Đó. Rồi. Ok, cứ từ từ các bạn hiểu không ạ? Có hiểu chỗ này không? Cái này cô hiểu không? Cách viết này cô lạ không? Cương, Tấn Cương. Ok. Hôm nay Tú thì không lạ nhờ, Tú cái này rành quá rồi. Tú Duyên Đại học từ đâu rồi? Học từ đâu rồi? React Native ngon, React ngon chưa? Thấy Đại nó học React React. Đâu có gì nó làm theo frontend thì nó xem thành React thôi. Không, bữa trước thầy Đại nói là cô ơi, em nghiên cứu React hay là cái gì mà em chả biết nó thế nào em theo cái gì? em theo back end, em theo nghiên cứu thôi. Frontend nó làm được, em không back end thì làm Node.js à? Nó với lại là Laravel. Đại Node. Đại bữa trước hỏi cô cái Node. Nốt hơn chứ, sinh sướng nốt hơn chứ, dạ, đúng rồi. Cái giờ xu hướng đi nốt chứ. Nhưng mà phải đi Laravel để mà trả bài chứ đúng không? Dạ, đúng rồi. Không là biết cơ bản được rồi.
nốt giờ là xu hướng mà. Bởi vì nó cũng hay quá mà. Nó phải tốt, xong sau có thể react, chạy luôn đi nó, quá ngon rồi. Nhảy luôn riệp, lấy chip luôn là thằng bồ tròn bồ luôn, còn một combo luôn. Một combo. Không thoát được đâu. Đúng rồi. Ừ. Nguyên gói luôn. Nguyên giải pháp luôn. Giải pháp từ web, server đến đến mobile luôn. Đó là tròn gói luôn á. Và đặt hàng là nhận combo luôn. Là ngon lành. Rất nhiều bạn học ứng dụng phần mềm nhảy sang riệp lấy chip nha các bạn. Hiện tại là có một bạn kia tư à. cũng theo học, đầu tiên là bạn theo cô học cái làm cái cuộc thi đi thi xong đấy là cô đã bây giờ bạn từng nghiên cứu cái Node.js và MongoDB, bạn làm 2 ngày, chỉ cần 2 ngày học ứng dụng phần mềm nhá, 2 ngày là bạn build được cả Node.js, MongoDB là thêm sửa xóa luôn, tức là bạn làm cái server luôn, tại vì server tức là MongoDB là database. Thì bạn dùng Node.js, bạn thêm sửa xóa cơ sở dữ liệu là chỉ cần 2 ngày là xong. Sau đấy bạn thấy mấy bạn bên này làm, tức là chỉ giao cho bạn mỗi cái server thôi, backend thôi. Thì bạn thấy mấy bạn bên này làm cái React Native vui quá. Học luôn React Native, đó là bên ứng dụng phần mềm nhá. Còn web các bạn thì bây giờ cũng có nhiều hướng nhá. Cái web thì các bạn đi luôn cả combo vừa server, vừa framework của front end, các bạn đi luôn cả cái mobile nữa. Mobile bản chất là front end thôi, nó không phải back end đâu nha. Đúng rồi. Bản chất của mobile á nó lại là chỉ là front end thôi. Cho nên là khi mấy cái bạn học mobile á lại phải học mấy cái ngôn ngữ server. Ví dụ học Node.js nè, rồi phải tìm hiểu thêm page MySQL nè. Phải biết hết. Đấy. Và hoặc là dùng Firebase. Hoặc là dùng phải bay. Đấy có mấy cái hướng như vậy, có nhiều cái hướng đi cho các bạn ha. Đấy, kể cả các bạn dùng làm game cũng vậy. Làm game mà mobile mà làm game mà các bạn muốn mà lưu trữ dữ liệu á thì hoặc là dùng phải bay hoặc là phải mượn một cái server của bên khác. Có thể PHP, chỉ có Java hơi khoai. Tại sao không dùng Java? JSP mấy bạn ứng dụng phần mềm á, bởi vì là để mà viết được một cái server của Java không phải dễ nha, PHP thì dễ hơn nhiều, Node.js nó dễ hơn nhiều, mà viết cùng một cái của Java nó hơi khó. Cho nên là lý do vì sao mà các bạn không chọn cái server của Java hoặc là server của .NET là vì vậy đó. Tại vì nó hai cái hệ thống ngôn ngữ nó nói chung là nó hơi khó để tiếp cận cho các bạn. Nó cấu hình cũng nói chung là cũng tương đối phức tạp đấy, mà trong cái đó mình đâu cần. Hiểu không? Mình chỉ cần biết là tôi trả về cái API, viết API tôi trả về cái JSON, cái là tôi có thể lấy được dữ liệu rồi. Hiểu không ạ? Đấy, các bạn đang mơ hồ đúng không? Làm cái Phúc nhỉ? Demo xương xương nhỉ Phúc nhỉ? Cái hôm bữa demo với các bạn ấy. Ờ. Mà em biết rồi, cái gì đâu chứ. Đây, thì hôm trước là cô demo một cái thế này. Cái PHP á, ra là anh này là chuyên PHP nè. Là anh biết rồi, cô chỉ làm chơi chơi thôi. Này nè. Đâu em ạ. Có mấy bàn kia nắm nhưng các bạn tìm hiểu trước nhiều lắm. Ở đây cô có cài cái SAM. Trong SAM này thì nó chứa nhá. Nhiều bạn bị nhầm lẫn. Nhiều bạn tưởng là SAM chính là cái thằng Apache, Tomcat hay là MySQL, không phải. SAM chỉ là một cái phần mềm thôi, nó là một cái tool thôi, trong đấy nó tích hợp cho các bạn cái Apache Tomcat và cái MySQL là cơ sở dữ liệu các bạn. Đấy, thì để khởi động cái SAM thì các bạn vào đây, các bạn gõ SAM, các bạn khởi động lên thôi. Nó có cái control nè, cái điều khiển nha, cái panel nó đây nè. Thì cái này là Apache nè, cái này là MySQL nè, các bạn có thể start nó lên. Thì bình thường mà không làm gì cả thì cài lên là start được. Nhưng nếu nó lỗi thì thông thường sẽ là vì một cái lỗi, và lỗi bị đùng cổng á. Nếu các bạn làm ứng dụng phần mềm nhá, mà muốn chạy JSP thì cũng phải chạy nó. Thì các bạn khi start các bạn hay gặp lỗi bởi vì là đùng cổng, bởi vì các bạn cài lung tung. Tại vì tôi trong sáng lắm, tôi cài vài thứ thôi, tôi không cài nhiều, các bạn cài lung tung.
Thế là nó bị đùng cổng. Sao rồi. Đùng cổng xong cây nó, các bạn đổi cái cổng nó được, đổi cái port nó là port 80 này nè, 8080 này là port ngầm đỉnh của cái HTTP. Đúng không? Nó đùng thì mình đổi thôi. Đổi thì các bạn sau này giảng viên chỉ hướng dẫn đổi vào config rồi đổi thôi. Đấy, cái file nè, tôi kệ nó. Bây giờ cái MySQL này để chạy server được thì MySQL cũng phải start lên. Đúng không ạ? Thì nó có, các bạn nếu mà làm chuyên nghiệp ấy, các bạn đăng hẳn cái tool về để các bạn khởi động để làm việc với cái MySQL. Còn tôi không cần, tôi chỉ vào cái này thôi, tôi vào thêm sửa xóa thôi. Đấy, vào coi sơ sơ thôi. Đây. Thì ở đây thì có, các bạn hoàn toàn có thể vào xem cơ sở dữ liệu nè. Đấy, ví dụ cô có cái test là cái gì đó, LT bao nhiêu demo đó. Nó cũng có giống như cơ sở dữ liệu SQL Server thôi, nó cũng là cơ sở dữ liệu dạng bảng. Các bạn có thể là vào cái xem thiết kế của một cái database nào đó, xem dạng bảng. Đấy, rồi giờ cấu hình đây bảng này, ví dụ như thế, ngày sinh họ tên gì đó. Đó, nó có cái tool, nó có hỗ trợ các bạn tất cả những cái việc này. Các bạn không thì cần thì đào hẳn một cái tool khác về. Dạ alo ạ. Bây giờ rồi thì cái này là MySQL ha, thì bây giờ này cô thì không phải demo cái này mà cô sẽ demo cái này. Thì cô tạo một project, anh Sam này anh hay lắm, tức là cô để trong htdoc rồi nè. Bữa trước là cô làm một cái demo API của anh này nhá, select all user. Thì anh PHP nó dễ chứ không phải như Java nhá, Java khó hơn á. Thì cô sẽ chạy cái file này thôi, run cái file này lên localhost là nó chạy à. Giờ tôi gõ, cô gõ là localhost ha. Localhost. Xong cổng của nó 8080 thì các bạn không cần phải gõ cổng đâu. Thì ở đây các bạn gõ thư mục này thôi. Đấy, tên thư mục nè. Đấy, các bạn để tên thư mục sẹt cái, các bạn đến cái tên file là select all user nè. .php nè. Cái này là thuần nhá, nó không có framework gì hết á. Thì nó sẽ trả về cho các bạn là một cái reason ha, định dạng reason nè. Đấy. Thì ở đây nó có hai giá trị thôi. Giá trị thứ nhất á là một cái biến, nó xác nhận là chạy thành công hay là lỗi. Nếu lỗi nó trả về 0, nếu thành công nó trả về 1, hiểu không ạ? Nếu lỗi thì cái biến này cô nó set là 0, còn nếu mà thành công thì cô xét cái biến này là 1. Và cái biến thứ hai, cái property thứ hai á, tức là cái này nó trả về một cái object thôi. Trong object này có hai cái giá trị. Giá trị thứ hai đó là một mảng, các bạn nhìn này. Một mảng. Mảng này thì tên của nó, đối số cái tên của nó là user. Và ở đây mảng nó có mấy phân tử nữa các bạn. Phân tử thứ nhất là một phân tử này, một object này. Hai object này. Ba object này. Đúng không? 4 object này, 5 object gì đó, một loạt object này. Được chưa? Thì bây giờ cô viết web, cô phải lấy được nó về. Tôi chỉ cần cái này thôi, tôi dùng Android lấy về cũng được. Nha, cô dùng Android mobile lấy về cũng được. Cô dùng web lấy về cũng được. Nghĩa là tôi có, miễn là tôi trả về cái định dạng reason. Cái này được gọi là dữ liệu nha các bạn. Được gọi là dữ liệu nha, data nha. Thì sau này các bạn đi làm cũng vậy. Các bạn không cần biết là ở đây người ta viết như thế nào, ở trong lõi người ta viết như nào. Không cần biết bằng ngôn ngữ gì. Chỉ biết là các bạn trả về tôi một cái chuỗi, tôi có một cái đường dẫn hoặc bất kỳ một cách nào đó để trả về tôi cái chuỗi dữ liệu, cái dạng dữ liệu là reason như này. Thì tôi có thể gọi về được. Hiểu không ạ? Còn ở phía trên các bạn, cái này tôi gọi là API. API hoặc cụ thể hơn là RESTful API. Đúng không ạ? Thì cái khái niệm API có nghĩa là gì ạ? API là viết tắt của Application Programming Interface. Đúng không ạ? Thì cái API mà nếu mà đúng là như thế này các bạn, người ta sẽ cung cấp cho các bạn một cái gọi cụ thể nhá, là một cái class. Trong class đấy nó chứa phương thức và thuộc tính, và các bạn có thể sử dụng để các bạn làm cái việc gì đó thì được gọi là API. Nhưng mà đấy là với cái ngôn ngữ là OOP thì cô gọi là class thôi. Ví dụ các ngôn ngữ khác, ví dụ như cô nói đơn giản như là C,
thì không gọi là API mà gọi là thư viện, library. Ví dụ thư viện math của thư của C nó có một cái file, cung cấp cho bạn cái file thư viện math ra để làm việc với toán học. Nhưng mà trong cái Java thì nó sẽ là một cái class math chấm, các bạn chấm sqrt hay chấm cái gì đó, đúng không ạ? Thì cái đấy ta được gọi, toàn bộ những cái đấy ta được gọi là API. Và những cái ngôn ngữ nâng cao, bậc cao bây giờ toàn bộ người ta đều gọi là API hết, hiểu không? Ngôn ngữ bậc cao nha, gọi là API hết. Và các API này á thì nó sẽ thay đổi theo các cái version. Ví dụ như các bạn dùng Java phiên bản trước thì nó sẽ có những API này. Phiên bản bắt đầu 8 chấm thì nó sẽ có cái GDK á, 8 chấm GDK 8 thì nó sẽ có những cái bổ sung thêm một số cái lớp hoặc là phương thức mới, hoặc là nó sẽ bỏ những phương thức mà cũ đi, ta gọi là delicate á. Các bạn có những phương thức mà các bạn gõ xong nó có gạch ngang á, gạch ngang đó là delicate, tức là nó cũ rồi, vẫn dùng được nhưng mà nó có cái gạch ngang đó, không phải lỗi nha, gạch ngang đấy là báo các bạn là cái version cái này cũ rồi đấy. Thì ví dụ version mà ví dụ như là GDK 10 thì nó sẽ cập nhật thêm cái gì được, nó vừa thay đổi cả API, nó thay đổi cả một số kiến trúc nữa để cho các bạn dùng, đúng không ạ? Nó hay hơn gì đó. Thì cái đấy ta gọi là API. Còn RESTful API có nghĩa là cái API dùng để các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu á, hiểu không ạ? Thêm, xem, sửa, xóa thì người ta gọi là RESTful API, đúng không ạ? Đấy, CIUD á. C là gì ạ? Create. A chữ R á, có nghĩa là read, đúng không? U là update, D là delete, tức là nó dành để các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu ha. Thì người ta gọi là REST API hay là RESTful API. Đấy. Còn khái niệm API là khái niệm chung. Thì cũng vậy, các bạn cung cấp cho người ta cái phương thức hoặc là cách để người ta gọi dữ liệu, đúng không ạ? Làm việc với dữ liệu thì những cái này ta gọi là API, đúng không ạ? Thì thông thường các bạn này, ôi mình quăng cho tao API về, tao sẽ lấy dữ liệu lên gì đó, đúng không? Rất là dễ. Thì anh backend á, ví dụ như anh theo backend thì anh phải có nhiệm vụ làm các API đó. Còn cô frontend cô không cần biết anh làm bằng gì, anh miễn trả cho tôi cái kết quả này là được rồi, đúng không ạ? Kết quả mà các bạn nhìn thấy ở đây này, trả kết quả này cho tôi là được rồi. Còn anh muốn viết Node.js cũng được, anh muốn viết cơ sở dữ liệu tôi không care, anh miễn là trả về cho tôi được thôi, là tôi sẽ gọi lên cái frontend của cô, hiểu không ạ? Đấy. Thì bây giờ JavaScript nó có cái cách để các đọc được cái này. Hôm trước cả demo rồi. Thì trong file này á, bữa trước cũng vật vã về chỗ này, tức là các bạn cần phải cho một cái dòng này nó mới chạy nhé. Khai báo thêm cái head này nè, header này nè, header trong PHP á, cho thêm cái header này. Cái ngôn ngữ khác không cần, riêng PHP nó vậy á, đúng không? Thêm dòng này nữa nè, đó thì nó mới chạy nhé. Ok. Thì bây giờ để run, để chạy anh này thì cô dùng cái fetch. À, nó có mấy cái cách để các bạn đọc cơ. Là cái Ajax là dùng HTTP, đúng không? Request. Còn bây giờ có một cái cách nữa thứ hai là các bạn dùng cái phương thức fetch trong cái JavaScript. Nó có phương thức fetch để nó đọc được dữ liệu này. Đấy, cái này bữa trước là dùng rồi, đúng không? Cái này là bữa trước là cô đã demo thử cái fetch cho các bạn rồi. Demo fetch này. Đấy. Thì ở đây là các bạn dùng cái fetch, các bạn đọc đúng cái đường dẫn này thôi các bạn ạ. Cái đường dẫn này nè. Các bạn nếu mà các bạn muốn test cái này thì các bạn có nhiều cách để test. Thì các bạn cứ test lên localhost nó có chạy không. Nếu nó lỗi á thì không đọc được đâu. Nó phải chạy ra đúng. Các bạn copy cái này nè. Các bạn ra cái này. Các bạn chạy đúng cái này cho cô. Đó, enter cái nó chạy ra được kết quả thì mới được nha. Còn nếu mà chạy nó đang lỗi thì các bạn phải coi lại, đúng không? Rồi. Đấy nha, ta để cái đường dẫn là anh này, xong ta fetch dùng cái phương thức fetch của cái JavaScript. Các bạn đưa cái đường dẫn vào. Cái chấm đen này trong cái JavaScript nó có một cái thuật ngữ là promise. Promise, có biết cái thuật ngữ này không ạ? Biết cái này không? Biết này không Tú? Promise. Promise. Biết cái này không? Đấy. Thì cứ chấm đen này nè. Thì buổi tới ta sẽ nói cái chấm đen này cái gì. Khi bạn các bạn tạo một cái phương thức mà nó có cho phép chấm đen thì bạn viết sao. Cái này hay lắm, đúng không ạ? Cái này là của người ta,
mình dùng, bởi vì cái nó là cái này là cái chấm đen này là của phép, hiểu không ạ? Nhưng mà mình giả sử mình viết một cái hàm mà mình cũng muốn chấm như thế này thì viết như thế nào, có cách thức để viết nha, cái này để nói sau đấy. Thì cô sẽ lấy cái dữ liệu của nó đó, cái dữ liệu được chuyển thành JSON, xong cô lấy cái dữ liệu của nó xong cô mới lock ra đúng không ạ? Lock ra cái này, mỗi phần tử của nó có lock ra là username, cái này là mảng, cái này là dạng array, thì các bạn dùng cái for x để đọc ha. Username có cái gì nữa, ngoài username ta còn cái gì các bạn? Username nè, có cái họ tên đúng không, có họ tên, các bạn có thể cộng cái này là cộng cái họ tên element chấm họ tên, ok cũng được luôn đúng không? Nếu lỗi cat, nếu lỗi thì nó sẽ lock ra cái lỗi đúng không, chạy cái lỗi. Rồi bây giờ ta chạy thử anh này nhá, cô run open server F12 xem nó lock ra chưa. Lock rồi đúng không? 11 nè, Lê Hầu nè, Trần Hương nè, Lê Ngọc nè, Minh Tân nè, 1, 2, 3, 4, 5 người đúng không? Giả sử database các bạn thêm một người nữa, giả sử database các bạn thêm một người nữa ở đây, hiện tại là các bạn đang có dữ liệu là đâu, bảng user nè. Đấy, hiện tại là có 1, 2, 3, 4, 5 người đúng không? Có thêm một người nữa đi. Thêm thì các bạn dùng câu lệnh insert cũng được, hoặc là chèn vào đây. Insert nhập đây đi ha. Đầu chèn đây đi ha. Ok. Họ tên, username, họ tên, password hả? Ham. Rồi cái này ví dụ như là các bạn để là username là admin có chưa? Admin có chưa? Đâu? Admin chưa có đúng không? Có thêm cái admin password là có để admin luôn, thực hiện nào. Ok. Rồi. Execute được rồi đó. Chạy lại cái anh này nha. Có chưa? Refresh. Có admin chưa? Admin nào, mời thêm, có thêm một database nhá, thì ở đây nó load ra luôn nè. Được chưa? Đấy, ví dụ như là có thêm bạn cái này có thêm là ví dụ như là Phạm Phúc đi ha. Đó, Phạm Văn Phúc đi ha. Đấy. Password là 123. Thực hiện cái. Ok, chạy lại nhé. Đấy, Phúc đâu rồi đây. Được chưa? Tức là mình thêm một database và đây nó đổ lên. Tức là cái này là các bạn làm đúng client server luôn rồi đó, đúng không? Đấy, cái này là database nè. Được chưa? Còn cái này là client của mình nè, mình đổ dữ liệu lên. Được chưa? Đấy. Thì các bạn có thể viết những hàm khác, ví dụ thêm, sửa, xóa. Đấy, ở đây ví dụ như cô viết là cái hàm đấy là insert chẳng hạn. Thì các bạn viết insert thôi. Đâu có đấy. Đấy, hàm insert thôi. Các bạn trả về muốn insert thì nó sẽ trả về phương thức nó gọi insert into value. Đó. Các bạn gọi thì các bạn thực hiện thôi. Ok. Đấy, ví dụ như vậy. Thì cái này được gọi là fetch, đúng không? Fetch. Thì các bạn có thể đọc bằng cái ajax được luôn. Ví dụ như các bạn dùng cái http request các thứ. Có nhiều cách nha. Cái này chỉ là một cách thôi. Đấy, và cái này được gọi là API, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Ok, rồi bây giờ ta tiếp nè. Ta tiếp đến cái phần là Object Array và Regular Expression. Thì bây giờ ta sẽ làm một cái bài ví dụ để áp dụng cái array, cái mảng nhé, ví dụ thực tế áp dụng mảng. Sau đấy cô sẽ trong lúc mà cô làm demo thì cô sẽ sử dụng mấy cái hàm này, đúng không ạ? Giờ tôi lấy một dữ liệu, tôi add vào, tôi dùng put, dùng pop, dùng shift như nào, đúng không ạ? Tức là ta là xem thêm sửa xóa, đúng không? Thì bây giờ cô sẽ kết hợp luôn nhé. Cô tạo một object này các bạn. Đây, ta tạo một cái ví dụ nhỏ nhỏ ha. Bữa trước là quản lý sinh viên, đúng không? Bây giờ tôi tạo lại một cái khác đi, để tôi demo lại. Và
kết hợp luôn cả anh này các bạn ạ, regular expression, đúng không ạ? Kết hợp luôn cái regular expression nhé. Dữ liệu thì lưu ở đâu ạ? Rồi, dữ liệu thì lưu ở local storage. Đấy, tức là một con, một cái mũi tên mà bắn được nhiều con chim đúng không? Đấy, vậy một cái bài toán tôi sẽ vừa nè, lưu trữ ở trong local storage nè, đồng ý không? Hai là tôi sẽ sử dụng cái regular express để bắt lỗi nè, validation form nè. Tôi dùng cái object để tôi lưu trữ dữ liệu nè. Và đương nhiên ta sẽ không tổ chức một object được, mà ta sẽ nhiều object thì đương nhiên phải là dùng array, được chưa? Vậy một bài toán chúng ta sẽ làm nhiều nhiều cái khái niệm ha. Đấy. Ví dụ như cô sẽ làm một cái bài toán là quản lý bán sách. Tại sao quản lý bán sách? Sau này chúng ta sẽ có mở rộng nó thành cái giỏ hàng đó các bạn. Đúng không ạ? Mở rộng thành cái giỏ hàng. Đúng không? À, thì tôi sẽ làm một cái ví dụ cho các bạn là ví dụ quản lý bán sách nha. Đây. Quản lý sách. Chưa? .html. Thì nói gì thì nói thì vẫn phải có giao diện đúng không? Giao diện các bạn có thể dùng Bootstrap, hoặc là các bạn có thể dùng cái HTML thuần ha. Thì nếu như bạn nào mà muốn dùng Bootstrap thì các bạn vào các bạn WBASchool, các bạn xem cái Bootstrap này các bạn. Bootstrap thì nó có hai version, Bootstrap 3, Bootstrap 4. Bootstrap 4 đây. Ok. Khi các bạn search thì các bạn cũng nên search theo Bootstrap 4 hoặc là Bootstrap 3. Tại vì nếu các bạn đang sử dụng Bootstrap 3 mà các bạn chạy code Bootstrap 4 là nó không có chạy. Hiểu không ạ? Thì chạy cái nào chạy một cái thôi, cái nào cũng được. Mà 3 là 3 hết, mà 4 là 4 hết nha. Có những cái của 3, 4 nó không áp dụng đâu. Đúng không ạ? Đây. Để get anh này thì các bạn thấy nó đơn giản lắm. Tức là các bạn vào các bạn copy cho cô mấy cái link. Đây, copy hết mấy cái link này cho cô. Được chưa? Ok. Đó, nếu mà muốn dùng nhá, copy mấy cái link này vào là được rồi. Là các bạn có thể dùng được Bootstrap rồi. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ đến cái phần mà các bạn dùng cái container, các bạn dùng cái gì đó. Ví dụ như các bạn muốn dùng cái container hay là container float là tùy mình ha. Đấy, ở chỗ này các bạn để div, để con copy cái div vào đây thôi. Đó, body đi div. Cái này là để container. Rồi các bạn dùng table nó. Thì các bạn vào các bạn chọn cái table nó đẹp đẹp. Ví dụ cái table chẳng hạn. Đúng không? Đây, dùng cái table để hiển thị này. Cái này cái nào cũng được nhá. Đó, nhiều lắm. Nhiều dòng table lắm. Rồi vào chạy Excel. Bạn chọn vô table. Đây. Copy hết anh này. Ok. Đấy. Đấy, chạy lên run cái live server. Ra table chưa? Quản lý sách thì bây giờ ta coi có mấy trường thì ta có thể thêm các trường vào đây. Được chưa? Đấy. Thì đây các bạn sửa thôi. Quản lý sách. Ok. Đấy. Rồi bây giờ ta coi tổ chức dữ liệu nha. Cô sẽ tạo một cái file JavaScript riêng ha. Đây. New một cái file JS ở đây. Quản lý sách đúng rồi, .js. Các bạn add nó vào đây ha. Add trước, add sau thì cũng được. Script. Cái này là structure. Đúng không? .js. Sẹp quản lý sách được chưa? Ok. Đó, quản lý sách. Rồi. Thì bây giờ các bạn xem chúng ta sẽ tổ chức dữ liệu nha. Dữ liệu chúng ta sẽ có, các bạn có cái mã sách, tên sách, đúng không? Có hình chẳng hạn, đúng không ạ? Hình, cô đưa hình vào nhá.
và có cái giả sử như cái số lượng, đúng không? Mã sách, tên sách, tiêu đề đó. Đấy, tôi tạo một cái ở đây các bạn tạo cái dữ liệu ha. Và mã data sách, data cái gán băng mảng này, mảng các object này, các bạn đặt trước một object cho nó nha. Đây là mã sách, mã đặt tên là mã đi, hai chấm, là ví dụ như S0001 gì đó đi ha, tiêu đề này đó, ví dụ như là cuốn theo chiều gió chẳng hạn đó. Ừ, à, giá thì các bạn để là ví dụ như là 20 đô đi ha. Đó, cái hình bổ sung sau vậy. Ok, ta được một cái object như này, thêm một object nữa các bạn chỉ cần copy đấy là được hai cái 02 đi ha. Cái này là HTML 5 CSS 3 như vậy, trả 30 đô nhiều như vậy. Thì cái dữ liệu của ta là như vậy ha, coi như ba cột đi ha. Đó, cái này được gọi là mảng, cái này được gọi object các bạn nào. Các bạn nhìn nào, cái object hôm bữa có đã giảng chưa nhỉ? Đúng, hôm bữa cô giảng object chưa? Sơ sơ đúng không? Bây giờ cô giảng lại object một xíu nha. Ta có các cách khai báo object như sau. Các bạn có va obj gán bằng new object. Cái này là cách thứ nhất. Thì cái object này nè là một cái hàm, hay ta còn gọi là một cái class. Nếu như mà các bạn nữa học cái OP, các bạn sẽ gọi là một class, một cái hàm. Cái này là nó để giúp các bạn tạo một object. Thì khi đó cái bản thân obj này là đã một object rồi, là một đối tượng. Thì các bạn có thể là lấy cái obj chấm ví dụ như là chấm, ví dụ như là mã gán bằng, cái này các bạn đặt là S0001. Thì cái mã này là thuộc tính của cái object này. Đó, các bạn muốn gán bao nhiêu thuộc tính thì các bạn gán. Hoặc là các bạn có thể là gán lại, tạo ra một cái phương thức, ví dụ như là obj chấm, ví dụ như là hiển thị thông tin, hay là sâu thông tin đi ha, gán bằng function. Đó, các bạn có thể là console log cái gì đó, abc cộng cho obj chấm mã, hay là mã chấm mã đi. Thì ở đây cái hàm này nè, cái này tôi có thể là deep chấm mã nha. Thì cái hàm này nè thì được gọi là phương thức của cái obj này, của object này. Nó là phương thức của object này. Đây là cách tạo phương thức nha. Thì có một đặc điểm là đồ, các bạn thử nói cho cô là cái hàm và cái method nó khác nhau cái gì. Cái này tôi gọi là method nha, cái này tôi gọi là phương thức nha. Muốn thực hiện phương thức này thì tôi phải gọi là obj chấm show thông tin như này thì nó mới thực thi. Thì theo các bạn là cái hàm và cái method nó khác nhau cái gì? Cái này là hàm nè, cái này là hàm nè, còn cái này là method nè. Những cái method này được khai báo bằng cách là viết một cái hàm nè. Thực chất là method và hàm giống nhau về cách viết luôn, giống nhau gần như 100% về cách viết thôi. Nhưng bây giờ nếu như Java đi thì tại sao mà viết trong class người gọi là method, mà viết ở ngoài vì ngôn ngữ C ở ngôn khác người ta gọi là function? Thì cái function và cái method nó khác nhau chỗ nào? Thực ra viết giống nhau. Tức là function là độc lập, ai gọi cũng được, hiểu không ạ? Nó độc lập nhá, function nó đứng độc lập và ai gọi cũng được. Còn method là phải được gắn với object, đúng không? Method phải gắn được object. Ví dụ con vịt là con vịt có method bơi, chứ không thể nào mà xe hơi bơi được, cũng có đúng không? Được chưa? Đấy, việc cá bơi
ví dụ người cũng có thể bơi đúng không ạ? Một số cái bơi, nhưng mà ví dụ con vịt bơi thôi, chứ ví dụ như là một số cái đối tượng khác, ví dụ như là laptop mà bơi cái là mua laptop khác đúng không? Nó sẽ không sao bơi được đúng không? Nó chỉ có cái method là khởi động hoặc là shut down gì đó thôi, hiểu không ạ? Đấy, thì lưu ý nhé các bạn, phân biệt method nó chỉ khác cái function một điều thôi, là method nó phải gắn với object, còn function độc lập nhé. Còn đây là cách viết method là nó được khởi khai báo là bằng một cái function khác đúng không ạ? À, đây là một cách viết. Còn một cách viết khác như sau: và obj2 gắn bằng new, bằng cái mốc nhỏ khởi đầu khởi tạo anh này là một cái object đúng không ạ? Đấy là một cách khác để viết. Đây là có nhiều cách để viết ha. Đó, thì cách viết ở trên này là ta cách viết thứ hai đấy các bạn. Nhưng mà ta gắn cái thuộc tính vào đây luôn rồi. Đúng không? Mã là thuộc tính, tiêu đề là thuộc tính, giá là thuộc tính rồi. Ok chưa? Thực ra thì các bạn có thể viết phương thức vào đây được luôn, nhưng mà không ai làm vậy. Thông thường cái này người ta để chứa dữ liệu nha các bạn. Chứa dữ liệu. Ok chưa? Rồi. Ok. Bây giờ ta bỏ này, còn một cái phương thức nữa, cái dict, cái toán từ dict này nè. Dict là chính nó nha. Dù cái hàm này nó là thuộc object thì dict chính là cái object này, obj. Đúng không ạ? Thì cũng tương tự như là trong cái nó phải tùy thuộc ngữ cảnh đấy nha. À, cái này là sau, tùy thuộc ngữ cảnh nhá. Trong ngữ cảnh này thì dict nó chính là cái obj ha. Ok, dict này chính là cái đối tượng đó luôn. Rồi, bây giờ ta sẽ vào đến đây này. Bây giờ cái này nè là tôi tạo một mảng. Mảng này chứa hai object, tôi chứa hai phần tử nha. Thì khi làm việc với mảng, ta có các cái phương thức để làm việc với nó. Thêm một phần tử, xóa một phần tử đúng không? Đó, ta có các phương thức làm việc nè. Đúng không? Nối nè, nối mảng nè. Thêm một phần tử vào cuối mảng nè. Xóa phần tử cuối mảng nè. Thêm phần tử đầu mảng, xóa phần tử cuối mảng. Slice, supply. Supply cũng vừa thêm vừa xóa luôn, nhiều lắm. Rất là nhiều thứ. Rồi khi nãy ta vừa nói về cái review đúng không? Đấy, cái for x đúng không? Rất nhiều luôn các bạn. Đấy, rồi cái này các bạn có là reduce. À, rồi là for x. Rồi là fill. Filter, rồi là file, rồi nhiều hàm lắm. Ví dụ có hàm là map đúng không? Map, lock, filter, nhiều lắm, rất nhiều luôn. Đấy, rất nhiều hàm luôn các bạn nhé. Method để các bạn làm việc với array. Ok, xong bây giờ nè, ta sẽ làm một cái việc đầu tiên là ta sẽ đổ cái dữ liệu này lên cái giao diện này đúng không? Lên cái giao diện này tôi đổ cái này nè. Đúng không ạ? Lên cái giao diện này. Đấy, cái giao diện này có đổi một chút. Là cái tay head này tôi để sẽ là mã nè. Cái này là tiêu đề nè. Cái này là giá nè. Đúng không? À, ta đổ dữ liệu vào cái body này. Đúng không ạ? Đấy. Nếu các bạn mà học cái Angular JS này nhỉ? Tú nhờ. Lần trước là học, mình học Angular đúng không? Có học lớp mình cô có dạy lớp mình không? Có, cô đưa có dạy mình. Có dạy, xong rồi có dạy luôn cả Facebook đúng không? Facebook có, Facebook, Angular Facebook luôn. Có luôn. Có JavaScript luôn. Có Angular à? Có cả JavaScript, dạy lớp này có JavaScript đúng không? Có Angular Facebook nữa. Có dạy cả Facebook. Không dạy PHP nhảy PHP. À, cái này các bạn có thể dùng cái lọc để các bạn lọc được. À, đây, tao sẽ đổ dữ liệu vào đây nhá. Bây giờ tao sẽ xóa, thực ra cái này là thẻ TR nha các bạn. Thì tao sẽ lọc, tao đổ dữ liệu vào đây. Bình thường là tao sẽ xóa đây. Đúng không ạ? Tao xóa đây. Xóa này. Ok. Đó, tao viết code đây. Ở đây tao tạo cái ID. ID đó, my table body đúng không? Đó, các bạn
cốt vào đây. Được chưa? Và cái này nó sẽ tự đổ thôi. Đúng không ạ? Ok, ta sẽ có cái hàm load data này. Ta viết cái function là load data. À, function load data. Trong function này ta thấy có là ta viết cái và body này. Table body này. Gắn bằng document.get element by ID, ta được cái ID để vào ha. À, được cái ID của cái body cái này ta đặt vào. Được chưa? Ok. Cái này được gọi là DOM nha các bạn. Đây, con phải nói nhiều về DOM đúng không? Còn cái này ta đổ dữ liệu ra thì sao? Cái hàm đổ dữ liệu thì tôi sẽ tạo một cái biến và struct gắn bằng nháy, đúng không ạ? Đây. À, ta dùng vùng lặp, ta duyệt cái mảng này. Được chưa? Có hoặc là mảng là sách data chống for x cũng được mà map cũng được luôn, đúng không ạ? Đấy, ta return cái gì ạ? Element item đi, item dễ hiểu hơn. Đấy, ta đổ vào đúng không? Ta đổ dữ liệu cái này struct cộng bằng nháy nào, ta dùng cái nháy dấu huyền nhá, nhớ là dùng dấu huyền nào. Ta đưa cái này vào. À, tr vào đúng không? Đây, ta copy anh này. Và tôi sẽ redo lại. Bỏ phải gõ thôi, lười gõ. Được chưa? Ok. Đó, ta đưa cái chuỗi này vào. Chưa? Cái này thì bữa trước cô nói rồi nhá, giờ cô không nói nữa, cô làm cốt luôn thôi. Đây cái này này. Được chưa? Ở đây là cô sẽ đưa cái này này là cái dấu đô la đúng không? Dữ liệu nào. À, cái này cô sẽ là để là gì đấy ạ? Item chấm mã đúng không? Đó, đây item là từng phân tử nè. Đúng không? À, tương tự tôi copy anh này. Tôi đưa vào đây. Tôi đưa vào đây. Ok. Cái này item chấm tiêu đề này. Còn cái này là giá này đúng không? Giá. Rồi. Ok. Rồi xong các bạn gán vào cái tbody thôi. Sau cái for x này, phải thoát ra khỏi for x này, thì tôi sẽ để là tablebody chấm cái inner html sẽ gán bằng struct chuỗi. Đúng không ạ? Đúng không? Hả? À, dạ không đúng không? Ok, ông này không tin đấy. Được chưa? Đấy, quen gõ tiếng Việt đấy. Rồi, bây giờ tôi gọi cái hàm load data này ra thôi là được rồi. Ctrl C, Ctrl V ở đây, chấm phẩy. Đây là cái lời gọi hàm nhá. Ta gọi là calling function. Phải gọi nó mới chạy nhá. Viết không nó không chạy đâu. Phải gọi nó gọi đâu tùy mình. Cô có thể gọi ở trên cái chỗ mà onload cũng được luôn, đúng không ạ? Bây giờ ta chạy thử anh này. Đấy nha. Đấy, ta qua đây ta coi. Có chưa? Dữ liệu load ra chưa? Rất là nhẹ nhàng đúng không? Thế load ra rồi này. Rồi cô thêm cái nữa nè. Dữ liệu thêm cái nữa nè. Thiếu gì thì đừng nháy nè. Mốc nhỏ. Cái này là 03. Cái này là JavaScript. Script A từ Z đúng không? Giá cái này đắt giá lắm, 100 đô. Được chưa? Ok chưa? Dữ liệu nó load rồi. Được chưa? Cực kỳ dễ dàng đúng không? À, thì cái này là tôi mới làm mảng và mới load ra mảng thôi. Thì bây giờ nếu như ta đặt cái tình huống là bây giờ thêm thì sao? Insert một cái dữ liệu vào cái này thì sao? Đúng không ạ? Insert một dữ liệu vào thì sao? Thì ta sẽ làm gì ạ? Viết cái hàm insert thôi, đúng không? Hiểu không cơ? Cái này ok không cơ? Ừ. Chắc
là buổi sau chúng ta sẽ làm một cái liên quan đến framework nhỉ? Làm Node.js nha. Hả? Thì nó phải mới học được nhiều. Chứ đến Java cơ bản thì quay ly quần lại với cái này, có một số bạn học Android á, các bạn sẽ không hứng thú lắm với cái layout của web. Nhưng mà sẽ phải làm việc layout web, tại vì học Node.js thì cũng phải làm việc với layout của web thôi. Nó phải tương tác với layout của web thôi. Chạy đâu cho nó. Vậy là có một cái vấn đề này nè, các bạn học Android nhá. Có một vấn đề như này nè. Các bạn làm Android không thể nào các bạn viết một cái trang admin ở trên Android được. Có biết vì sao không? Không thể nào mà các bạn upload hình, các bạn gõ nội dung trên Android không phải các bạn bấm cái màn hình này, các bạn bấm. Đúng không? Không thể nào. Thì bắt buộc cái phần admin á, phần quản trị á, tức là phần thêm sửa xóa, xem thêm sửa xóa admin á, là bắt buộc các bạn phải làm web hoặc làm cái app ứng dụng phần mềm, mà không ai làm app ứng dụng phần mềm cả. Đúng không? Mà lại phải quay lại web. Cho nên cái web và cái Android nó vẫn phải đi với nhau, không thể nào tách rời các bạn nha. Ông web thì vẫn phải cần Android, tại vì xu hướng bây giờ là Android mà. Chứ ai mà ngồi mà cầm điện thoại mà đi mở web ra chán chết đúng không? Vẫn phải cần cái app đúng không? À nhưng mà ông app lại vẫn phải cần cái web nha các bạn. Vẫn phải cần cái web đúng không? Không thể nào mà làm một cái admin mà mở cái Android mà nhập liệu hết trơn, không có. Không bao giờ. Đây, cho nên là các bạn phải đi kiểu gì cũng không thể nào né được cái web. Được chưa ạ? Vẫn phải làm front end của web thôi. Nhưng mà các bạn ở Android thì lại tiếc là như này, các bạn không được học. Cho nên làm cái xem sửa xóa này, các bạn bị bỡ ngỡ. Học đến Node.js là các bạn không biết làm gì luôn. Không biết làm luôn. Đấy, những bạn Android mà biết làm cái này trước các bạn là một lời thề đấy. Sau các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ. Cái cô đang làm là cái admin này các bạn nhé. Cái đang làm là admin này. Cái này là cái layout để các bạn làm gì đấy ạ? À, các bạn để các bạn đổ. Rồi, tiếp nha. Bây giờ cô sẽ làm một cái nữa là thêm dữ liệu. À, nhìn nha, thêm dữ liệu. Thêm dữ liệu nè, cái này hay nè. Bây giờ cô, Phúc nhìn nè Phúc ơi. Cô sẽ không làm dialog như hôm bữa, mà cô làm một trang khác. Tại sao phải làm trang khác? Để các bạn nhìn thấy cái vấn đề là khi load trang khác nó mất hết dữ liệu. Khi cô load một trang khác nó mất, mất thì tôi phải lưu ở đâu để nó không mất? Lại mất, đúng rồi. Thì bây giờ tôi lưu ở đâu ạ? Local storage nó sẽ không bị mất. Có hiểu không ạ? Đấy, tôi muốn demo cái local storage. Local storage nó là một cái API mới của HTML5 á các bạn nhá, của JavaScript với HTML5 ấy. Nó mới nha. Tức là HTML5 mới có, HTML cũ không có. Nhưng mà tất nhiên là HTML5 thì bây giờ cũng cũ rồi. Học cách đây cả 10 năm rồi. Đúng không? Nhưng mà nhớ phải có HTML5 nó mới chạy nha, HTML khác không chạy. Rồi, bây giờ cô sẽ demo cho các bạn. Bây giờ cô sẽ demo insert. Thì cô làm một cái button ở đây nha các bạn. Cô làm button ở phía trên nè, quản lý sách nè, dưới quản lý sách cô làm cái button đúng không? Đây. Ok, cô sẽ search xem button ở trong cái này nó làm cái gì. Đấy, đang làm bootstrap mà ta bootstrap luôn. Button đâu nhỉ? Button đấy. Ôi quá nhiều đúng không ạ? Ta lấy một cái button nào đó cũng được luôn. Cô lấy một cái button là primary đi ha, cho màu xanh xanh cho đẹp. Ok. Cô để đây. Các bạn chạy lại này. Thấy cái button chưa? À, cô để là insert nhá. Thực ra là cô làm amateur thôi, các bạn làm có nhiều cái tool đẹp lắm. Cái này là insert nè. Thêm mới nhá. Đấy. Bây giờ các bạn click vào thêm mới này. Click vào thêm mới.
khi nó sẽ nhảy sang một trang khác. Thì bây giờ cô sẽ sang với trang, cô new một cái trang HTML khác là sách, đúng không? Thêm sách .html. Đó, thêm sách .html cô cũng copy. Cô cũng copy giống như anh này. Không các bạn, Ctrl A, Ctrl C đi. Ctrl A, Ctrl V. Cô bỏ bớt hết mấy cái này đi. Cô kiếm một cái form nhé các bạn. Cô bỏ bớt anh này. Được chưa? Rồi, bây giờ click chuột nè. Các bạn click chuột để cái này để sang bên kia. Thì các bạn viết cho cô một cái hàm. Viết một cái hàm để click á. On click á. Thì nó để nhảy sang một trang kia. Bây giờ cô viết cái hàm on click nha. On click nè. Đây nè là go to thêm đi. Đó. Chấm. Ok chưa? Đấy. Cô viết cái hàm này ở đây. Cô viết ở bên chỗ thêm sách, à cái quản lý sách này nè. Cô viết một cái function. Function go to thêm. Đó. Cái này ta nhảy từ cái trang đó thì ta chỉ cần nó local location chấm href bằng anh này là gì ạ? Là chấm xẹp tới cái trang là ô chấm xẹp chấm chấm xẹp ra tới trang gì đấy ạ? Thêm sách đúng không? Đó, chạy thử nhá, chạy thử nè. À, nó ra thêm sách rồi đúng không? Ok đấy, được chưa? Rồi bây giờ cái trang thêm sách này ta có cái gì các bạn? Cô lên đây tôi copy một cái form nha các bạn. Coi form đâu, form đâu, form đâu, form ở dưới này đấy. Lấy một cái form bất kỳ nha các bạn. Các bạn học tập học các cái form người ta thôi. Form ngang, form đứng, đủ các loại form nè. Ok chưa? Form có bắt lỗi, có validation nè. Thấy không? Đấy. Ok, từ từ tôi lấy cái form đơn giản trước nha. Cô copy form này. Form copy, Ctrl C nè. Copy form này, lưu lại nha. Đây các bạn chạy thử nè. Thêm mới nè. Đã form chưa? Đó, nhưng mà vấn đề chỗ bây giờ tôi sẽ tạo sửa cái customize cái form này đi ha. Đấy, copy customize thôi, những cái giao diện cái này cô không có dạy ha. Các bạn tự học. Tự học đi. H2 vào đây. Ok, HP, cái này đi. Thêm sách. Form này là form thêm. Ok. Được chưa? Ở đây các bạn để là cái ID, mã, cái action này bỏ nha. Action này tôi bỏ đi, không cần. Cái này là cô để là gì đây ạ? Mã. Mã sách. Cái này là type, là type của nó là text nè. Form control enter nhập mã sách nè. Còn ID là cô để là txt mã nha. Các bạn nhớ phải đặt tên cho nhỏ nhé các bạn. Làm với form phải đặt tên đó nha. Cái này là tên tiêu đề. Ok. Text luôn. Cái này là nhập tiêu đề. Tiêu đề sách. ID là txt tiêu đề. Ok. Anh này là bỏ cái check này đi. Được chưa? Rồi ta thêm cái nữa là giá ha. C Ctrl V là cái này là giá. Ok. Cái này text cũng được, nhập giá. Ok. Text giá nha. Đó. Ok. Rồi, cái này là
thêm. Submit, type bằng submit hoặc các bạn để type bằng button. Để từ từ đừng có cho nó submit vội, đúng không? Đó, form này. Bây giờ cô gõ, ví giờ 1111 nhấn thêm cái thì nó sẽ thực hiện add vô cái array cái mảng kia, đúng không? Add vô array đó. À, và chúng ta sẽ gì ạ? Út vào cái mảng đấy và chúng ta sẽ lưu vào, đúng không? Bây giờ nè, cô sẽ để các bạn biết là thứ nhất là nó sẽ không dùng chung được biến của hai anh này. Thấy chưa? Đây, bây giờ làm sao tôi put được sang bên kia bây giờ? Làm sao tôi put được sang bên kia? Hai trang này, hai trang hoàn toàn khác nhau nha. Thứ nhất là hai trang này không nói chuyện được với nhau, hiểu không ạ? Cho nên là khi tôi put vào đó là tôi không put được, không thể nào lấy một cái biến của một cái trang khác được, hiểu không ạ? Kể cả các bạn dùng chung một cái file này đi chăng nữa thì các bạn cũng không thể nào mà put được hai cái khác nhau. Ok, put là nó mất ạ. Bây giờ tôi dùng chung hai cái file này trong một cái nhá. Thì bây giờ giả sử cái hàm này, giả sử hai cái này dùng chung, giả sử hai cái này dùng chung nhá, thì bây giờ cô có thể, các bạn nhìn nè, bây giờ có khi cô viết cái hàm insert nhá, cái này là hàm load nè, cái hàm thứ hai nữa là function insert data nhá, function insert data. Ok, thì ở đây các bạn là ví dụ như các bạn insert, các bạn add vô cái mảng này, nhìn nhá, các bạn insert, các bạn add vô, đúng không? Nó có array này, ok chưa? Nhìn nhá, nó hay lắm, cô cho phép dùng chung luôn, nhưng sang bên kia là nó sẽ reset lại luôn. À, bây giờ cô sẽ này, cô sẽ đầu tiên tôi lấy ba cái này đã, tôi lấy truyền ba cái này vào, là tôi truyền cái mã, tôi truyền cái tiêu đề, tôi truyền cái giá vào, được chưa? Truyền vào cái hàm này, tôi truyền bằng cách nào đó, tôi truyền một cái hàm ba giá trị này vào, sau đó tôi sẽ add vào object này và obj sẽ gán bằng object này. Obj bằng nó object này, thì các bạn có obj chấm mã sẽ gán bằng mã, obj chấm tiêu đề sẽ gán bằng tiêu đề, và obj chấm như thế chấm giá sẽ gán bằng giá chẳng hạn. Sau đấy các bạn lấy cái mảng này này, các bạn put anh này vào, anh này anh put vào chấm push cái obj vào. À, bây giờ các bạn console log ra cái này nha, console log ra cái anh này là anh sách data nha, các bạn xem có đúng không nha. Ok, cô chạy anh này nè, F12 coi, để coi con bạn log sao nha. Đây cái này nó đang bị lỗi, bởi vì là sao, khi tôi dùng cái này thì mấy cái này nó không có, nó không có, nó lỗi, cho nên là nếu mà dùng cái này thì mấy cái này nó sẽ bị nó bị lỗi mất này. Đấy, dùng chung khó lắm. Bây giờ giả sử như tôi tạo một cái khác không dùng chung, mà tôi tạo một cái khác mà mảng giống nhau thì sao bên kia nó cũng lốt lại à. Ok, bây giờ tôi gọi cái hàm insert data nhá. Bây giờ nhìn nào, bây giờ có phải là cái này này, cái button thêm đâu, khi tôi nhấn on click thì cô phải cô gọi đến tới hàm là insert data không, đúng chưa? Insert data xong tôi truyền vào nè ba giá trị nha. Cái form này cô đặt là cái ID cho nó nha, ID nè, form sách đi theo nè. Đấy, cô lấy cái sách đi theo nè, cô chấm nè cái tết mã nè, chấm value nè, là cô được một giá trị nè.
hay là chấm nào, txt tiêu đề này, chấm value nào, nó có được giá trị thứ hai này, giá trị thứ ba là form sách này, chấm txt giá này, chấm value nào, nó có được ba giá trị truyền vào. Mình truyền này hơi dài nhưng mà các bạn có thể viết cái truyền này riêng ra. Đấy, bây giờ ta chạy nhá. Đây này, nó lỗi cái thằng kia ơi, nó lỗi thằng này nè, ghét ghê. Rồi giả sử nha, giả sử có comment anh này lại đi, giả sử có comment anh này lại nha. Thôi không cần comment anh, không comment lại chắc ăn rồi. Rồi cô giả sử có comment anh này lại ha. Hả? Rồi, dư dung hoặc hả? À, đây, ok. Ok, comment anh lại nha. Thì các bạn gõ nè, các bạn xem nó lốc ra gì nha. 1-1 nè, 1-1 nè, 1-1 nè, thêm nè. Có phải nó sẽ add thêm phía dưới không? Đúng không? Cô rõ ràng là cô có add thêm phía dưới, nhưng mà sang bên kia cô mà lốt lại á thì nó sẽ bắt hết, nó lốt, nó còn là dữ liệu gốc mà thôi. Dữ liệu gốc này thôi, nó không có giữ lại cái dữ liệu các bạn add đâu. Nếu cô add 2222 thì nó cũng thêm cho các bạn cái nữa này, đúng không? 2222 tức là nó có put dữ liệu vào nhưng mà các bạn chạy lại thì nó sẽ mất hết, đúng không ạ? Nó mất hết. Thì bây giờ có một cách để các bạn lưu cái dữ liệu này, đó là cái local storage. Local storage, bây giờ cô sẽ biến lưu cái mảng này vào local storage trước, đúng không ạ? Ok, rồi các bạn nhìn nha. Có đang quay. Đấy thì cô sẽ lưu vào local storage trước nha. Bây giờ như này nè, cô sẽ bắt buộc cô phải tạo hai cái file JavaScript, cô không tạo chung được nha. Cô tạo riêng ra để nó khỏi đùng đùng nhau nha. Cô new một cái file là insert, thêm đi ha, thêm sách .js. Vậy thì bây giờ cái quản lý sách cô mở nó ra. Ok. Đó, cái insert sách cô đóng nó lại, cô đưa vào đây. Insert sách cô đưa vào đây, Ctrl X cô đưa vào đây. Thêm sách, được chưa? Cái này quản lý sách ta để vào đây bình thường, đúng không ạ? Rồi, cái dữ liệu này, cái dữ liệu này các bạn sẽ tạo cái biến, tạo cái biến local storage. Ta tạo cái biến local storage, ta sẽ cả là local storage. À, chấm set item, được chưa? Set item, cô đặt cái item này, cái giá trị trong cái set item á, nó có biến đầu là cái key, cái key ha, biến đầu là cái key. Chào em. À, đấy, cô để là cái key là sách data đi ha, sách data. Tôi giờ em mới vào cổ long luôn hả? À, cái đấy em để cô nốt cái phần mà local storage nè. Rồi khoan các bạn nhé, một cái đối số thứ hai của ta chắc chắn phải là value, và value này phải là chuỗi. Nếu các bạn để cái sách data thì bây giờ các bạn lốc nó ra này, cô lưu nó vào nha, cô lưu nó vào xong cô lốc nó ra nè. Lốc này ra nè, lốc cái anh là local storage nè. Chấm get item nè. Ờ, cái miếng em get ra thôi, nhưng bây giờ nó không có lấy được nha. Cô đưa cái sách data ra nè. Đấy nha, cô chạy nè. Quản lý sách nè. F12 nha.
đây nè, thì nó in ra lốc ra các bạn là object 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 nha. Thì bây giờ cô lấy cái object này nè, cô lấy cái object này mà cô lấy cái object này cô không lốc cái này ra mà cô gán cho nó và một cái str gán bằng cái này nè, đó là một cái obj á, obj nè. À bây giờ cô sẽ có phải là lấy cái for cái này, nó có phải là mảng đúng không? Thì bây giờ cô sẽ lấy nó ra, lock nó ra nha. Thì cô sẽ để là for x đi, for x cô để cái obj đây, lấy cái element, cô lấy là con sông lock cái element này nè, element chấm mã, cô lấy cái mã ra nha, nó lỗi ngay, nghe nè, nó lỗi nè, nó báo là cái này obj này nó không phải là phong, nó không phải là một cái, đúng rồi, không phải là màng, nó chuỗi à, chuỗi các bạn không chấm phô x được, nó đơn thuần nó chuỗi thôi, các bạn không thể lấy ra được. Thì bây giờ ta muốn lưu trữ cái này nè. Bởi vì về quy tắc á, quy tắc nha, cái này các bạn lưu ý nè. Cái set item, cái hàm set item của local array nó chỉ nhận hai cái đối số thứ nhất là key, đối số thứ hai là value nhưng phải là kiểu string. Không nhận bất kỳ kiểu gì, nó chỉ là kiểu string. Mà khi mà là kiểu string rồi á, các bạn lấy ra các bạn phải ép kiểu. Đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn chuyển nó thành cái string nè. Chấm stringify. Khoan, nhầm, tôi chuyển rồi, reason, stringify, đấy, của cái chuỗi này, cái mảng này, ta đưa về, ta ép nó thành chuỗi, được chưa? Xong cái này các bạn lấy ra, các bạn phải phạt nó lại thành cái dạng reason, overy này, các bạn lấy ra này, get item này, các bạn lấy cái reason này, chấm pass nè. Tại vì chắc chắn là anh này chuyển thành chuối. Đúng không ạ? Bây giờ ta chạy lại nè. Reason chứ. Đi xong à? Sao xong xong? Bởi vậy gõ chứ phạt đâu có được đâu. Chạy lại nè. Kênh và sơ đúng rồi mà. Cái này chuối, cái này là ghép phạt từ chuối sang cái này. Và sơ khoan, có thể bị ngược á. Cái này là trả về gì nào, khoan. Ủa đó. Dư đâu? Dư à? Dư à? À dư là đằng sau à? Phải không? Phải à? Ok. Rồi. Thấy chưa? Chuẩn. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Tức là mình cái với cái dữ liệu mà kiểu JSON nha, kiểu là object nha. Các bạn lưu ý cho cô nè. Mình mà lưu vào cái local storage mình phải chuyển nó thành chuỗi, mình lấy ra mình phải tạt ngược lại đúng không, tạt ngược lại thành cái kiểu object các bạn mới lấy được. Rồi ok, bây giờ nhá, bây giờ như này cô không tạt nó thành nó, cô không lấy nữa mà cô sẽ lấy đổ nó ra, cô đổ dữ liệu nó ra như này, cô sẽ va cái anh này là my data bằng anh này, bỏ cái for x này nha. Rồi nè, bây giờ cô sẽ không lấy cái anh sắc data nữa mà cô sẽ lấy anh my data. My data của tôi đâu? Đây, đồng ý không? Ok, cô duyệt my data nha. Rồi nè,
Rồi tiếp nè, bây giờ cái biến này nè thì ai cũng nhìn được. Cái biến này nằm ở đâu? Bất kỳ file nào cũng nằm được. Các bạn vào đây nè, các bạn chọn cái application đâu, application nè. Các bạn vào, các bạn thấy có phải là mã tiêu đề cuốn sách đây rồi không các bạn? Đúng không? Đúng chưa? Dữ liệu cô đây đúng chưa? 0123 này. Ok chưa? Đã được lưu rồi. Sách data này. Rồi, bây giờ này, nó hay ở chỗ như này nè, cái trang này nhá, thêm sách này tôi cũng lấy, thêm sách này tôi cũng lấy y như vậy. Tôi copy anh này chỉ lưu một lần thôi. Lưu một lần thôi nha. Còn anh này tôi lấy sao này? Tôi lấy là các bạn có thể đặt cái anh phương thức này ra chỗ khác luôn đó. Tạo một cái set data sách này. Bây giờ tôi sẽ lấy cái anh này. My data này vào đấy, Ctrl C nè. Vào trên Ctrl V. Đấy nha. Lưu lại nè. Còn anh này là không phải là sách data mà my data. Đấy, các bạn lock lại my data nha. Chạy lại thêm sách nha. Đây, có chạy lại thêm sách nè. Các bạn sẽ nhìn thấy nó đổi nha, thêm mới nè. Khoảng in ở đâu? À, chưa. Ở đây tôi phải đổi lại cái gì đấy hả? Thêm, đúng rồi, thêm sách, xin lỗi. Để lại nha. Rồi, bây giờ nhìn nè. Bây giờ các bạn vào application các bạn coi nha, xem anh này có thêm không nha. Cái này có thêm là 11 đi ha. 11 nha, thêm. Xem nó có put không? À, put chưa? Put rồi đấy, 11 put rồi đấy. Nhưng mà tại sao cái kia nó chưa được? Không phải, nó chưa gì ạ. Tôi mới chỉ add put vào cái my data thôi, chứ tôi chưa đẩy nó vào local storage đúng không? Xong xuôi thì tôi phải đẩy gì ạ? Xong khi xong hết rồi, các bạn muốn bắt nó lại á, các bạn mà reload nó lại thì các bạn phải thi thêm, các bạn thêm luôn cho cô một cái khi put vào cái này thì các bạn phải add lại cái mảng này vào. Vào gì ạ? Local storage. Vậy ta sẽ có là local storage.setItem. Ta set cái nhớ trung tên nha. Mã sách này. Và ta đưa cái mảng mới vào. My data vào. Ok. Chạy lại nha. Application coi nè. Anh này chưa có nha. Giờ 11 nè. 11 nè. Thêm. Ôi trời. Xin lỗi. Bị ấy rồi. Hỏng hết bánh kèo rồi. Biết sao không? Cái này phải my data này phải gì đấy hả? Đúng rồi. Reason.stringify. Đấy, nó phải có một cái động tác là ép kiểu nó. Tại vì thằng này chỉ nhận chuỗi các bạn ạ. Đây chỉ nhận chuỗi thôi. Đúng chưa? Trở lại nha. Đây, thêm mới nè. 11 nè, 11 nè. 11 luôn nè. Ta xem nó thêm nha. Thêm chưa? Ok, rồi bây giờ nha, ta load lại nè. Ta load lại cái anh kia nè. À, nữa. Tại vì anh thêm sách của cô, à, anh này của cô lại gán lại thằng này. Cái thằng này các bạn chỉ gán lại cái giá trị ban đầu thôi nha. Giá trị ban đầu thôi. Cái chỗ này các bạn để một cái chỗ khác. Được chưa? Hiểu ý không? Chỗ này các bạn phải để một cái file khác, đừng gọi nó nhiều lần. Gọi nó một lần đầu tiên thôi, lúc các bạn set dữ liệu á. Các bạn refresh lại nha. Rồi nè, thêm mới nè. Một nè. Ok, một. Ok, thêm. Rồi bây giờ ta back lại nè. Cái này cũng refresh thêm chưa? Được chưa? Rồi. Đúng rồi, để một cái file khởi tạo á. Chứ còn các bạn cứ mỗi lần lốt mà lại chen. Các bạn add lại cái mới. Mỗi lần lốt các bạn lại add, nó chạy lại cái dòng lệnh để nó set lại, reset rồi. Hiểu không? Cái chỗ mà gán dữ liệu á, các bạn phải để một cái chỗ khác để các bạn khởi động ban đầu. Hiểu không? Ví dụ như là cô để
cố gắng một cái giá trị ban đầu cho nó thôi, hoặc là để cái mảng rộng như nó thôi, hiểu không? Đấy, đầu tiên là các bạn gắn một cái biến ở đâu đó, ví dụ như các bạn gắn bất kỳ ở đâu tùy các bạn, miễn là đừng có refresh, mỗi lần refresh anh này mà gọi lại cái nữa là nó sẽ đè hết á, hiểu không ạ? Ok, rồi bây giờ cô sửa lại cái code này xíu nha, cô sẽ nhảy tới khi mà thành công rồi, nếu mà thành công rồi á thì cô sẽ chạy vào gì đấy ạ, quay ngược lại cái trang location đúng không, location.href bằng cái gì ạ, chấm xẹp cái anh này là trang quản lý sách đúng không? Ok, bây giờ ta chạy lại nè, thêm mới nè, đấy nha, thêm mới nè, dữ liệu đấy nha, 22 nè, 22 nè, 22 nè, nó thêm cái là nó submit về nè, thấy chưa? Ok, dữ liệu nó tự động refresh. Okay, bây giờ các bạn đóng tắt đi mở lại nha, nó vẫn giữ cái dữ liệu cũ. Tắt đi mở lại quản lý sách nè, nó vẫn giữ được cái dữ liệu cũ, được chưa? Còn anh kia cái biến á, các bạn tắt đi mở lại nó mất, nó reset lại cái giá trị ban đầu, ok chưa? Đấy, bây giờ các bạn thêm thoải mái luôn, ví dụ như là S0005, ví dụ như là các bạn để là gì đấy ạ, ví dụ như là cái gì mắc bia, các bạn để cái phân, bữa sau để cái phân loài nữa đúng không, kiểu 15 đô thêm một cái có mắt biếc rồi, được chưa? Đấy, tắt đi mở lại thì mắt biếc vẫn còn, được chưa? Ok chưa? Đấy, thì ở đây là chúng ta vừa làm cái gì đấy ạ, là một cái động tác là chúng ta lưu trữ cái giá trị mình vào cái local storage. Buổi sau chúng ta sẽ làm một cái nó liên quan đến cái gọi là giỏ hàng. Cái giỏ hàng này, cái biến này nè, chúng ta sẽ lưu vào local storage. Và các bạn có thể áp dụng cái giỏ hàng này nè, áp dụng vào cái assignment, vào cái dự án các bạn được luôn. Ví dụ như dự án các bạn là không phải là các bạn làm các cái sản phẩm đúng không? Các bạn order sản phẩm, đúng rồi, sẽ lưu vào local storage. Khi nào các bạn thanh toán thì cái dữ liệu này mình lưu vào database của các bạn, thì nó sẽ tránh được cái việc là các bạn sẽ có những người họ add vào giỏ hàng mà họ không mua, họ chưa mua chẳng hạn, họ để đó thì mình lưu lên server thì nó thành cái rác, đúng không? Thì mình không lưu server bộ, mình sẽ lưu local trước, sau đấy khi nào mình thực sự mình mua hàng thì mình mới lưu ở trên server, hiểu không ạ? Thì mình sử dụng cái local storage này, đúng không ạ? Thì cái này là một cái tính năng, một cái API cực kỳ quan trọng của cái anh JavaScript nha, mà các bạn nên học. Đấy, sẽ áp dụng rất là nhiều ha các bạn. Đó.